Em thấy anh đảm đang vậy, có đủ tiêu chuẩn làm chú rể chưa? Em có thấy anh đảm đang gì đâu. Em thấy anh dụng về thấy mồ luôn, ở đó mà làm chú rể. Anh à, tụi mình ở bên nhau được 3 năm rồi, có bao giờ anh chán em không? Em nghe người ta nói hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu á. Anh không biết người khác thì như thế nào, nhưng đối với anh, được sống cùng với người mình yêu, đó là một trải nghiệm thật là thú vị. Sáng ra cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm, thư giãn nghỉ ngơi. Hạnh phúc đó tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng có được đâu. Nhưng đối với em, ngoài tình yêu dành cho anh, em còn một niềm đam mê khác là công việc nữa. Từ nhỏ em luôn đặt cho mình những mục tiêu lớn nhất phải vượt qua. Em đã học như điên như dại để giành những tấm bằng xuất sắc nhất. Nhưng mà từ ngày về nước cho tới bây giờ, em không làm được cái gì mà mình ưng ý hết. Anh hiểu tâm trạng của em bây giờ, nhưng mà làm việc gì cũng cần phải có thời gian. Em chưa thích nghi, chứ không phải là em không có tài. Rồi em sẽ tìm được việc phù hợp thôi. Nhưng cái quan trọng là anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, ủng hộ và quan tâm em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em. Mày hả? Đúng rồi, dám đó tao trong mặt nó, tao trong mặt nó, đập cho nó chết nè, chín luôn. Đó, mày vậy chứ? Đó đúng rồi, chơi nó, đập đi. Đó, đúng rồi, quýnh dám mày tới, đứng yên, bỏ tay ra, tất cả lên phòng giám thị cho tôi. Thầy, thầy, em chỉ đi ngang qua đây thôi thầy. Không cần biết, về phòng giám thị, đi. Nhìn gì mày? Thầy ơi, thầy tha cho tụi em đi thầy. Không được, hôm nay thầy nhất định phải chờ phụ huynh của mấy em vô mới giải quyết được. Thầy phải hai đứa này đi thầy, em chỉ là người đi ngang qua thôi à. Chào thầy. Chào thầy. Mời thầy ngồi. Dạ. Chắc thầy đã biết chuyện của hai em Dũng và Linh của lớp thầy đánh nhau chưa? Dạ, tôi có nghe thầy giám thị nói là như vậy. Hai em đó nói là Gia Bảo đã bày kế, cho nên hai đứa tụi nó mới đánh nhau. Đâu có đâu thầy, em đâu có làm chuyện đó. Con im đi. Thưa thầy, nhưng mà chuyện này thì chỉ hai em nói thôi, chứ đâu có gì làm bằng chứng thầy. Đây, thầy xem đi. Em Gia Bảo đã giả nét chữ của Dũng để viết thư cho Linh. Trong đó có những lời xúc phạm tới ba mẹ của em Linh, từ đó dẫn tới việc ẩu đả giữa hai em Dũng và Linh. Dạ thưa thầy, nếu như nhà trường quyết định xử lý bất cứ một hình thức kỷ luật nào, tôi cũng đồng ý. Ba liền tới liền. Nói trời ơi, cái gì nội vậy? Hả? Cái gì vậy? Hả? Cứu con với nội. Chết con rồi. Cái gì vậy? Con rồi. Nhưng mà cứu cái gì? Ba con định đánh con. Con làm cái giống gì mà ba con đánh con? Con không có làm gì hết đó, con thề luôn. Không có làm gì mà ba con đánh con? Bộ ba mày bị khùng hay sao? Không phải, là tụi bạn con quýnh lộn. Con chỉ đứng coi thôi chứ con không có làm gì hết đó. Có nghĩa con không có làm gì, con chỉ đứng coi người ta đánh lộn? Dạ. Vậy thì có gì đâu mà làm dữ vậy trời. Mà ba con nói sẽ cho con một trận á. Yên chí đi, con không có làm gì á ha. Có bà nội đây nè, nó không quánh được con đâu. Không phải nội, lần này khác. Ba con quê với thầy hiệu trưởng, cho nên là nhất định không tha cho con. Kỳ này là chết con rồi nội. Trời ơi. Mà nè, hay bây giờ con trốn đi, rồi chừng nào ba con ngu dẫn rồi con về. Trốn hả nội? Ừ. Vậy bây giờ con đi trốn nha. Đi 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 đi. Con đi nha. Nhanh đi con. Ủa gì? Mà đi trốn không có tiền ăn, chết đói sao nội? Quên nữa. Nè. Gì con chăm vợ cho thêm đi. Trời ơi. Ừ. À.
nhớ ăn uống đàng hoàng đó nghe không con? Dạ. Thương nội nhất luôn á. Sao mày? Thôi đi lẹ lẹ đi để thứ ba mày về bị đọt dạ, đó. Dạ, vậy con đi nha nội. Nè, nhớ đi gần gần đừng có đi xa nghe không? Dạ. Thiệt tình. Con Lệ đâu? Giang đâu? Lệ, Giang. Dạ. Xuống đây. Gì vậy ba? Gì vậy ba? Thằng Bảo nó có trên phòng tụi con không? Nó không có trên phòng con rồi đó. Không, phòng con cũng không có luôn. Rõ ràng là nó đi về nhà mà. Nè. Dạ. Dạ. Tụi con nghe đây. Hai đứa nào mà bao che cho nó thì đi luôn, đừng có trách ba nghe chưa? Gì vậy? Ba bị gì vậy? Đứa con ngoan ngoãn á, thì lại thất lạc. Còn ở nhà toàn gặp thứ gì đâu không à. Ba đang nói ai vậy? Nói bà à? Anh ủa, bác ấy nói vậy có phải là chửi hai đứa mình không? Đi. Thằng Bảo đâu rồi? May má. Má ơi. Cái gì mà kêu réo không sòm vậy? Thằng Bảo nó có ở đây không má? Không có. Con biết là nó trốn ở đây nè. Má đừng có bao che cho nó. Trời ơi, bao che cái gì mà bao che? Từ sáng giờ tao có gặp nó đâu mà bao che. Ở trong cái nhà này nè, nó chỉ biết có mình má là con không dám nói thôi. Cho nên hễ nó có chuyện gì nó liền đến cầu cứu má. Nè bay đó nghe, khó thì cũng khó vừa vừa phải phải thôi. Khó quá con cái không đứa nào dám gần hết trơn á. Chắc nó sợ quá nó bỏ trốn rồi. Nhìn mặt mày là không tin đúng không? Nè đó, vô đi, vô kiếm đi. Gì đâu? Có không nội? Có rồi mà có. Sao sao? Có không? Có không? Con Giang với con Lại đi kiếm cho được thằng Bảo về đây. Nếu không có đi luôn đi, khỏi về. Trời, gì kỳ vậy ba? Tội ai thì người đó chịu chứ. Đúng rồi đó ba. Ba xử lý như vậy không công bằng chút nào hết á. Im đi. Cái nhà này loạn lên hết rồi. Bà nói là cuối cùng đi tìm cho bằng được nó về đây. Nếu không có hả? Đừng có về nhà nữa. Đi luôn đi. Trời, ba này kỳ thiệt. Giận cá chém thớt à. Còn đứng đó đó nữa hả? Đi kiếm thằng nhỏ về đây. Nó ra nóng đó. Nó đuổi luôn tao à. Đi. Ê, sao mày không đi tìm nó đi? Trời, biết nó ở đâu mà tìm. Mày có biết đứa bạn nào của nó không? Biết chết liền á. Bà biết không? Không. Thôi, bây giờ tao đi hướng này, mày đi hướng này. Đứa nào tìm được nó thì gọi cho đứa kia nha. Rồi lỡ tìm không được thì khỏi về nhà đúng không? Cái này mày nói rồi nha. Nếu mà không tìm được nó, tao với mày đi đâu tới chiều? Đợi ba ngu giận rồi về. Ha. Yeah. Ê, đi đâu vậy? Trời ơi, đi thay đồ chứ đi đâu. Không lẽ mặc này ra đường tao tưởng bị khùng á. À, đợi tao với. Anh buông em ra đi. Rõ ràng em nghe chính miệng bác ấy nói vậy á. Bác ấy nói là tụi mình không phải là cái thứ gì hết á, cho nên mới ở nhà bác ấy hoài. Không có đâu. Sao mà không có được? Anh cũng nghe bác ấy nói mà. Bác ấy nói là nói đứa con thất lạc của bác ấy, chứ đâu phải là nói mình đâu. Cho dù là như vậy đi chăng nữa, bác ấy cũng không nên trút giận lên đầu mình. Mình chỉ là khách thuê nhà thôi chứ bộ. Mình đâu phải là cái thùng rác đâu. Em cũng phải thông cảm cho họ. Ngày nào chưa tìm được đứa con thất lạc của họ, họ không thể nào vui được đâu. Theo như em đoán nha, nếu như đứa con trai của bác ấy tìm về đây, nhận lại gia đình của bác ấy xong ha, thế nào gia đình riêng của anh ta cũng đổ dở cho mà coi. Sao vậy? Sao vậy? Anh không nghĩ ra hả? Chắc chắn là 100% luôn là không có một đứa con dâu nào chấp nhận gia đình chồng lộn xộn như vậy hết. À, cũng có lý.
Mà em nghĩ nha, nguyên nhân chính á, là tại do bác Lu hết á. Bác ấy không chịu dạy dỗ vợ con của mình. Hoặc là khi con trai bác ấy bỏ đi, bác ấy chán nản quá, bác ấy không muốn dạy dỗ vợ con của mình nữa. Nếu là như vậy thì họ càng đáng thương hơn là đáng trách. Anh thấy tội nghiệp gia đình họ lắm hả? Chứ sao? Em có một cách nè. Em nghĩ là nếu như làm cách này thì gia đình họ cũng sẽ vui vẻ, mà anh cũng sẽ vui vẻ. Cách gì? Anh làm con trai nuôi của gia đình bác ấy đi. Em thấy cả gia đình này ai cũng thích anh hết. Họ thích anh rồi anh cũng thích họ lắm thì phải. Ha. Em nói chơi mà anh cũng tưởng thiệt hả? Anh xin lỗi. Nè nhỏ, nè, nè nhỏ, đứng lại. Linh, dừng lại biểu. Dạ, dạ, dạ chào thầy. Sáng giờ con thấy thằng Bảo đâu không? Dạ không, hồi sáng con thấy nó đi chung với thầy mà. Ừ, nhưng bây giờ nó mất tiêu rồi. Ừ? Sao con lại cười? Dạ, tại con thấy nó giống như con vậy á, nó không dám về nhà thầy ơi. Sao lại không dám về nhà? Con có biết là tụi con làm vậy ba má buồn lắm không? Dạ. Gây sự đánh lộn với nhau làm gì rồi không dám về nhà. Còn bây giờ á, con đi con gặp Bảo á, nhắn là giùm thầy, kêu nó về nhà nghe chưa? Dạ. Thôi bây giờ con về nhà đi. Dạ, dạ con chào thầy con về. Ừ. Uống nước cam đi. Nhà bà sao nóng quá vậy? Nóng cái gì mà nóng. Tôi tưởng là bà không tới nhà tôi nữa chứ. Hạnh phúc rồi nên quên hết bạn bè đúng không? Hạnh phúc gì? Ổng giận bỏ đi mấy tháng nay rồi. Bà nói chơi hay nói thiệt vậy? Tôi nói xạo bà làm gì. Ổng có vợ bé ở ngoài. Rồi tôi với ổng cãi nhau. Giờ ổng bỏ đi luôn rồi. Rồi dạo này bà sống làm sao? Thì tôi vẫn sống với ba má tôi. Có điều không có tiền xài nên vẫn sống bám với ông bà già. Rồi thằng Tâm, nó làm sao, sống với ai? Nó vẫn sống với tôi. Nó không biết tương lai là gì đâu. Nè, tôi nói bà nghe. Tôi thấy bà nên kiếm công việc nào để làm đi. Không lẽ tối ngày bà cứ ngửa tay bà xin tiền ông Phi hoài sao? Tôi xin tiền chồng tôi, chứ bộ xin tiền ai đâu mà sợ. Đôi lúc á cũng nhục chứ bà. Một khi á người ta đã có người tình bên ngoài rồi. Hơn nữa mình phải kiếm công việc gì mình làm để lo cuộc sống, lo bản thân mình. Bà cũng ở không như tôi, bà nói gì? Tôi ở nhà chứ đâu có ở không đâu. Ngày nào á tôi cũng phụ ổng đó, làm ba cái sổ sách. Hàng tháng á ổng trả tiền lương cho tôi chứ bộ. Nhưng tôi mới học lớp 12, biết làm gì. Lớp 12 á thì mình cũng kiếm được công việc làm mà. Mà bà thấy á không đủ trình độ thì bà đi học thêm. Thôi thôi, tôi qua đây chơi với bà chứ không phải qua đây nghe dạy đời. Tôi muốn tốt cho bà thôi. Cảm ơn, tôi không có cần. Tôi lớn rồi, tôi khôn rồi, tôi không cần nghe ai dạy hết trơn á. Cảm ơn. Hả? Nè, con ngoan nè, con giỏi, uống hết hộp nha con. Bà ngoại, sao má con đi đâu chưa về cho bà ngoại? Ngoại cũng không biết nữa. Má con đi tìm cậu Út mà giờ cũng chưa thấy về, không biết có tìm được hay không nữa. Thôi uống, giỏi đi con. Uống hết hộp luôn nha. Đại danh thì cái ông Tony Hiếu này cũng không phải là người tốt lành gì hết, mà mình cũng đâu phải là đứa dễ dụ. Dù sao á thì cũng ngồi chờ thử còn sao.
Em cứ yên tâm, một khi đã lọt vào tay của anh, nếu không nổi tiếng thì anh có thể lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm. Không, vấn đề đó anh không đề cao lắm, vì anh làm việc luôn để đức cho đời mà. Không cần gì hết, chỉ cần vài trăm triệu là được. Khoan, không phải ngay bây giờ. Chúng ta phải có thời gian, phải ký hợp đồng với nhau, và chúng ta phải luyện, phải tập. Yên tâm, đối với anh vài ba ngày anh sẽ đẩy em lên đụng nóc. Ok em, bye bye. Cô tìm ai? Tôi kiếm Tony Hiếu. Tony Hiếu? It's me. Là anh đó hả? Nó đó. Anh là Tony Hiếu hả? Thiệt. Cô có quyền ngồi xuống. Dạ. Thôi để em ngồi xuống cho tốt hơn. Ngồi xuống chúng ta mới nói chuyện bằng nhau được. Cô tìm tôi có chuyện gì? Em muốn đầu quân vô công ty Hải Dương của anh đó. Em tên là Cẩm Giang. Cẩm Giang hả? Không, Cẩm Giang. Cẩm Giang á. À, Cẩm Giang. Giang là lá giang, láng già lá giang đó đúng không? Ai giới thiệu cô vô công ty của tôi? Dạ, anh Lâm Đại Danh. Lâm Đại Danh là một người tôi không còn quản lý lâu rồi. Dạ. Vì anh ấy là một ca sĩ hết thời. Và lại bây giờ anh ấy đang đu bám theo cái kiểu lố lăng, tôi không còn thích. Và thông tin của cô là thông tin hoàn toàn sai lệch. Dạ. Nhưng không sao. Cô đừng băn khoăn chuyện đó. Công ty của tôi luôn rộng mở, chào đón tất cả mọi người có tấm lòng. Đặc biệt là những cô gái có tài, có sắc và có chiều cao như cô. Vậy tốt quá rồi, vậy anh nhận em vô rồi đúng không? Không. Trước khi bắt đầu làm việc với nhau thì chúng ta phải có tuần, có ngày, có trên, có dưới, có trước, có sau. Chúng ta phải ký hợp đồng, rồi sau đó là luyện tập. Nhưng việc đó không phải là hôm nay, vì tôi rất là bận. Tôi còn phải quản lý rất nhiều ca sĩ nên không có thời gian tiếp cô. Dạ. Mặc dù tôi không cao, nhưng người khác phải ngước nhìn tôi đó. Ủa, em thấy cái gì đó nó sai sai sao á? Không cao thì phải ngó xuống chứ sao ngước lên được. Nhìn gì? Cô đang ngước tôi đó. Vậy hả? Đang ngồi ngước nhìn tôi đó. À thì ra là vậy đó hả? Bây giờ tôi bận rồi, tôi không thể tiếp cô được nữa. Cô sẽ chủ động gọi cho tôi vào ngày mai, tôi sẽ sắp xếp giờ gặp cô. Dạ. Vậy anh, có gì em gọi cho anh sau nha. Mai mốt có chuyện nhớ gọi cho tôi. Dạ thôi em xin phép đi về. Em nhất định sẽ gọi cho anh. Em cảm ơn anh. Đi đi. Lại thêm một con hươu cao cổ dính bẫy của chàng thợ săn. Bà ngoại, sao má con còn chưa về? Trời ơi, hồi sáng giờ hỏi hoài hà. Ngoại nói con nghe nè, con đừng có nhăn, con đừng có khóc như vậy. Làm người ta tưởng á là bà ngoại á là bắt cóc trẻ con, rồi người ta bắt bà ngoại rồi sao? Con muốn má con về với con à. Khổ ghê á. Con thì đòi mẹ mà mẹ đi đâu mất tiêu hả? Nè. Má. Con đưa thằng Tâm vô nhà nghỉ đi. Thằng Bảo nó không sao đâu, đừng có lo. Không lo sao được? Thì nó đi hồi sáng giờ chưa thấy về, không biết có ăn uống gì không nữa hả? Bảo đảm nó ăn no. Sao má biết? Má có cho tiền nó. Nó cho nó nhiêu? 200. Má biểu nó kiếm gì ăn đi rồi đi vòng vòng ngoài đường á, chừng nào ba nó ngu giận rồi hả gì à? Trời ơi, sao má cho nó tiền chi vậy? Rồi rủi nó có tiền nó đi luôn rồi chết con luôn đó. Ý trời ơi, con nói má mới sợ nè. Thôi bây giờ con đi kiếm thằng Bảo đi, để người ta ở nhà má giữ cho. Đi dạ. Đi con. Ông ơi ông, ông kiếm thấy thằng Bảo không vậy? Không thấy. Trời, thằng này. Ê, biểu đừng đi xa, đi gần gần thôi mà. Thằng này. Má nói gì vậy má?
À, má nói con đi tìm thằng Bảo là chuyện cần. Ông kiếm nó ở đâu? Thì chạy vòng vòng thành phố nè. Dễ gì nó ở ngoài đường cho con bắt nó. Gì má? Ờ, đâu có gì. Nè, bây giờ hay là ông chở tôi tới nhà người quen bạn bè của nó đi. Chứ nhà chờ tôi sốt ruột quá hả? À, con chở vợ con đi kiếm nó đi. Để nhà má giữ cho. Dạ, nè, nghe bà ngoại dặn nè. Ở nhà với bà cố không được khắc, phải không? Dạ. Ừ. Bà cố kiếm má về cho con đi. Ờ, được rồi. Ông bà ngoại con đang đi tìm rồi. Chút xíu nữa má con về ha. Không, con không chịu đâu. Con muốn má về à. Trời ơi, nè. Ở nhà với cố là phải ngoan nghe cho. Dạ. Con mà nhõng nhẽo đó ha. Cố kêu ông kẹ lại nhát con liền đó. Dạ. Ừ, đó, ngoan. Đi. Sao rồi, có không? Ông à, mấy cái chỗ nhà quen biết mình tới mình tìm không thấy nó, vậy chứ nó đi đâu ông? Bộ xe hư hả? Gì vậy? Hết xăng. Hay trời ơi. Hay. Cái thằng này mất dạy thiệt. Tôi mới la mắng có mấy câu à, bỏ nhà đi liền. Kỳ này tôi lôi nó về hả? Tôi cho nó một trận cho bà coi. Ông cũng vậy hả? Con nó nói nhỏ nhẹ nó mới dám về. Ông la vậy sao nó dám về? Rồi bây giờ biết tiền ở đâu đây? Má nói cho nó tiền, chắc là nó chui vô công viên hay nhà sách gì rồi. Ông à, hay là giờ ông vô công viên ông tìm nó đi, còn tôi vô nhà sách kiếm nó ha. Mà đi hướng đó đi, tôi đi hướng này. Rồi xe hết xăng sao chạy? Thì cứ đẩy đi rồi tìm chỗ đổ xăng rồi đổ, rồi kiếm vậy nó luôn ha? Ừ rồi. Alo, em nghe nè. Anh sắp về.
về rồi, em đừng có nấu gì hết. Anh với em đi ăn nhà hàng nha. Anh không chịu nói sớm gì hết á. Em mới đi siêu thị mua một đống đồ ăn về nấu đây nè. Như vậy thì anh sẽ chạy về nhà thật nhanh. Đi phụ em nấu cơm nha. Ok ông xã, em cúp máy nha. Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ ơi, mẹ. Minh. Mẹ, mẹ. Minh. 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 Ủa, bác Lu. Bác Lu. Bác Lu ơi, bác sao vậy nè? Bác Lu. Bác có sao không? À, không sao, không sao. Bác ơi, mình qua bên đây ngồi đi bác. Bác Lu, bác đi đâu mà vội vàng quá vậy? Tôi đi tìm thằng Bảo. Ủa, bác bộ Gia Bảo chưa về nhà nữa hả? Chưa, tôi kiếm nó từ hồi sáng đến giờ mà vẫn không thấy. Cả nhà bác Lu chỉ có một mình bác ấy là người đàng hoàng, sống chuẩn mực, không như những người khác. Chỉ là bác ấy không dạy dỗ được đám con của mình thôi. Tôi là giáo viên, nhưng tôi không dạy dỗ được vợ con của mình. Ba đứa con ở nhà tôi không đứa nào ra hồn hết. Tôi mắc cỡ với mọi người xung quanh quá. Con thấy cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Ba đừng tự trách mình như vậy. Cô không hiểu đâu. Tôi đi tìm thằng Bảo, nhưng tôi lại gặp thằng Minh. Tôi thấy nó khóc đứng ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không thể nào đến gần nó. Tôi đuổi theo nó, nó lại bỏ chạy. Nên tôi vấp ngã như vậy. Con, thật ra con cũng có nghe nói chuyện này. Tôi không tin vô chuyện quả báo đâu, nhưng có đôi khi tôi nghĩ, biết đâu tôi với vợ tôi bỏ bê con cái, để cho thằng Minh nó bị thất lạc như vậy. Cho nên bây giờ ông trời mới cho tôi sinh ra một đứa thứ hai, nó ngỗ nghịch như vậy đó. Bác à, không có cha mẹ nào mà bỏ rơi con cái hết. Con nghĩ chắc là có lý do gì đó đúng không? Cho dù có gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không thể tha thứ cho mình được. Cô biết không, con tôi á, lúc đó nó rất nhỏ, mà lẽ ra nó không phải lưu lạc như vậy. Dạ. Con cảm ơn. Con cảm ơn má. Đi con. Cảm ơn má. Ăn đi con. Con cảm ơn ba. Nè, một lát nữa má đi bán. Mấy đứa ở nhà nhớ nghe lời bà nội nghe không? Dạ. Dạ, dạ. Chừng nào má về? Thì trưa má về. Má, mua bánh cho tụi con nha. Mua đồ chơi nữa. Ừ. Sao đòi mua tùm lum vậy? Phải để dành tiền để mua gạo nữa chứ. Không sao đâu má. Em, mấy đứa nhỏ thích cái gì á thì em cứ mua, nhưng mà tiết kiệm là được. Khoan khoan ba má. Con thích xe lửa lắm á. Lớn lên con sẽ làm lính cứu hỏa. Thích xe lửa tại sao lại làm lính cứu hỏa? Lính cứu hỏa chữa cháy cho xe lửa. Má, tụi con đi làm nghe. Má cho con gửi mấy đứa nhỏ. Hai đứa cứ đi đi, để mấy đứa nhỏ nhà má coi cho. Dạ. Dạ. Cảm ơn má. Đi anh. Thôi thôi để đây. Đi đi. Dạ má dọn giùm con. Dạ. Thưa má, con đi. Đi em. Mấy đứa ăn nhanh lên để bà nội còn dọn nữa. Dạ. Sáng uống thuốc cảm mà sao bây giờ buồn ngủ dữ vậy không biết nữa. Ăn nhanh lên tụi con. Dạ. Chi chi chành chành, chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa con ngựa chết trước ba dương lập đế, bắt dế đi tìm con chi làm tổ. Ô a ô ấp, ô a ô ấp, ô a ô ấp. Ô, bắt được chị rồi. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa con ngựa chết trước ba dương lập đế, bắt dế đi tìm. Ô a ô ấp. Tới lượt em nè. Chi chi chành chành,
má nói đi mua xe lửa. Sao giờ này má còn chưa về? Hai con à, ba về. Thưa má, con mới về. Ủa, con mới về hả? Thưa má, con mới về. Má về. Má có cái này cho hai đứa nè. Má của con cảm nè. Cảm ơn má. Con cảm ơn má. Em đâu rồi con? Con không có biết. Hồi nãy tụi con đang chơi thì con không có thấy em mình đâu hết á. Ủa, chắc nó chạy đâu sao mà. Minh à. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi, Minh. Minh ơi. Minh ơi. Con đâu rồi Minh? Má, thằng Minh nó đi đâu rồi má? Hả? Nó mới đây mà. Hai đứa ra, ra ngoài đường kiếm nó coi. Dạ, dạ. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi, Minh. Minh ơi, Minh. Minh ơi, Minh. Chú có thấy thằng bé cỡ 5 tuổi bận ở sập đi ngang đây không chú? Tôi không thấy. Trời ơi, Minh ơi. Minh ơi. Minh. Minh. Minh ơi. Minh. Minh ơi là Minh. Minh ơi. Cô cho con hỏi thăm. Cô có thấy đứa con trai nhỏ 5 tuổi bận đồ sọc đi ngang đây không cô? Tôi không thấy. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi. Em bình tĩnh đi em. Tìm con cho em đi. Chắc là nó chạy quanh đây thôi. Tìm con đi. Sẽ tìm được mà. Tìm con đi mà. Minh ơi. Em. Tất cả là tại má. Hôm đó má uống thuốc cảm rồi ngủ quên. Chỉ sơ sẩy có một chút xíu à, mà thằng Minh nó mất tích. Lỗi cũng tại con mà má. Nếu mà con không để vợ con buôn bán ở ngoài thì cũng đâu ra cứ sự như vậy. Minh ơi, con ở đâu về với má đi Minh ơi. Anh đã có báo công an rồi. Chắc là mấy bữa nữa sẽ có tin tức đó em. Nếu mà không tìm được con, em không có sống nổi đâu. Cô không biết là thất lạc một đứa con nó khủng khiếp đến mức độ nào đâu. Bây giờ tôi không biết nó ra sao. Nó sống sung sướng hay là khổ sở, và có làm gì phạm pháp hay không nữa, rồi lâm vào cảnh tù tội. Mình không biết nói gì để an ủi bác ấy. Khi người đàn ông khóc thì nỗi đau phải là lớn lắm. Từ lúc con trai tôi đi lạc, gia đình tôi không có một ngày bình yên cô à. Mọi người cứ oán trách lẫn nhau. Một gia đình đang êm ấm như vậy bỗng đâu tan nát hết cô biết không? Không có tin tức gì sao bác? Tất cả những gì tôi cần làm thì tôi đã làm hết rồi, nhưng mà thằng Minh nó vẫn bật vô âm tính. Sau này khi bà nhà tôi sinh ra thằng Gia Bảo thì không khí gia đình nó đỡ hơn, bớt nặng nề hơn. Nhưng cũng vì mọi người cưng chiều thằng Bảo quá
cho nên nó sinh ra hư hỏng đó. Gia bảo nó ở trong cái tuổi vẫn có thể uống nắng được. Quan trọng bác phải cương quyết hơn. Tôi cương quyết làm sao được chứ. Khi mẹ và vợ tôi cứ binh nó chầm chầm như vậy đó. Mà thôi, cũng trễ rồi, mình về đi cô à. Dạ. Về. Được rồi. Sự nghiệp của mình đã bắt đầu khởi sắc rồi. Mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tôi gửi xe ở gần đây. Tôi phải ra lấy xe. Cô có cần tôi đưa cô về không? Dạ không cần đâu. Ở đây sai người đó lại đây. Phải đi tắt về mà. Lại cười nói vui vẻ vậy nữa. Cô mới về đây mà đã biết đi ngõ tắt. Chắc là có chuyện gì mờ ám đây. Chưa ở nhà, quá trời người sống nói. Vô công viên nói làm gì? Mình phải làm gì đây ta? Thôi cô về trước nghe. Dạ. Cẩm Giang ơi là Cẩm Giang, vậy mà cũng làm không được nữa. Giờ sao ta? Hay là mình cứ giữ bí mật này cho riêng mình đi. Khi nào thích hợp thì mình sẽ tiết lộ. Ủa, thế cậu vẫn còn ở đây à? Sao chú hỏi gì kỳ vậy? Tôi không ở đây thì ở đâu? Tại vì mấy hôm nay tôi không nghe thấy tiếng hát của cậu. Tôi cứ nghĩ là cậu dọn đi nơi khác rồi. Tôi dán tấm tiêu âm rồi. Thế à? Thôi, mời chú vô trong ngồi uống nước. Thôi tôi đứng đây cũng được. Mấy khi mà ngắm phòng của người nổi tiếng. Hình cậu đấy à? Úi giời, cậu đẹp trai quá nhỉ. Này, chắc là nhiều khán giả hâm mộ lắm phải không? Không có ai hâm mộ tôi hết. Tôi hát còn có người chê mà. Thôi, cậu bỏ qua đi. Này cậu Danh, cậu có bận gì không? Chị vậy chú? Tôi sang là mời cậu sang uống với tôi mấy ly rượu.